Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có ông Vũ Anh Tuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn FLC, Sầm Sơn Gold và Resort, bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Thời gian đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Tuân từ ngày 28 tháng 5 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.